Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều nông dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên thu tiền tỷ mỗi năm từ thửa ruộng của mình. Nhiều gia đình ở xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương làm giàu từ mô hình trồng cây dược liệu. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình chỉ định sử dụng thuốc sinh học thành công đối với một số bệnh nhân bị dính khớp biến dạng khớp. Tỉnh Nam Định quan tâm đến việc nâng cao văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh. Các trường tiểu học trong tỉnh Hà Nam tăng cường tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, thu nhập tiền tỷ mỗi năm từ thửa ruộng của mình giờ đây đã không còn là chuyện xa lạ với nông dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đây là kết quả của sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm cùng với tính cần cù chịu khó của người dân nơi đây. Đây là khu vườn của gia đình anh Vũ Quang Ngọc, thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, một trong những hộ đầu tiên chuyển đổi làm quất tiểu cảnh trên chậu. Cách đây 3 năm, nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng, anh đã chuyển toàn bộ 4 sào vườn sang trồng quất cảnh trên chậu, lọ lục bình. Anh Ngọc cho biết, trồng như vậy đòi hỏi phải có kỹ thuật cao, mất nhiều công chăm sóc. Tuy đầu tư làm giàn, nhưng số lượng trồng được nhiều hơn khoảng 5 lần và khắc phục được thời tiết khắc nghiệt, ít rủi ro, không lo ế ẩm, mà còn dễ vận chuyển bán được giá cao, thị trường ổn định. Loại này thấp nhất thì là bán 250, còn những loại cao thì loại to như đằng kia thì bán 700-800 đến 1 triệu. Cái loại nhỡ này bán 400 đến 450. Tổng thu năm ngoái là được 1 tỷ 3. Còn đây là mô hình trồng bưởi cảnh của gia đình anh Nguyễn Văn Quân, thôn Công Luận 2, thị trấn Văn Giang. Đây cũng là một trong những mô hình đầu tiên ở Văn Giang trồng và cho bưởi lên chậu làm cây cảnh. Anh Quân cho biết, trồng bưởi mất nhiều thời gian chăm sóc, hơn nữa còn phải rất cầu kỳ, từ việc lựa chọn gốc đến cho ra hoa, thời điểm ghép quả, nhưng hiệu quả mang lại khá cao. Năm nay với hơn 4 sào vườn, gia đình anh trồng được 130 chậu bưởi và hơn 40 chậu cam đường canh. Nhưng năm nay thì em bán 18 triệu là cây vừa, còn cái to thì bán một cây 85 triệu. Cái thị trường này thì bọn em một năm bọn em thu khoảng tầm 1 tỷ 3, 1 tỷ rưỡi. Ở Văn Giang những năm gần đây, người nông dân có thu nhập tiền tỷ từ chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, cây cảnh không còn là chuyện xa lạ. Trung bình mỗi xã có tới hàng chục hộ, điển hình như nhà vườn Đinh Xuân Tỉnh, Đỗ Văn Thế, Triệu Văn Linh, Hoàng Văn Mến ở xã Liên Nghĩa, gia đình chị Lê Thị Hoa ở thôn Công Luận 1, nhà vườn Lý Văn Tuyển, Chu Mạnh Linh ở thôn Công Luận 2, thị trấn Văn Giang, nhà vườn Phan Sáu, Phan Thao, Thuần Nho ở xã Mễ Sở. Chuyện nhiều nông dân Văn Giang thu tiền tỷ mỗi năm từ trồng cây không chỉ làm giàu cho gia đình xã hội mà còn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động ở địa phương. Ở xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, vài năm gần đây, nhiều người đã biết đến mô hình trồng cà gai leo và cây hoa hòe. Đây là những cây dược liệu đơn giản dễ trồng và mang lại hiệu quả cao của gia đình anh Phạm Văn Quyện. Trên diện tích hơn 7 mẫu đất chuyển đổi ở khu trại cỏ, gia đình anh Phạm Văn Quyện từng trồng nhiều loại cây trồng và chăn nuôi để phát triển kinh tế. Song đối với anh, quyết định dành 2 mẫu đất màu để canh tác 2 loại cây dược liệu là cà gai leo và hoa hòe là quyết định được anh tâm đắc nhất. Hai loại cây này đều là giống cây dễ trồng, đầu tư chi phí thấp, trong khi đó lợi nhuận cao. Sau khi thu hoạch, cà gai leo sẽ được cắt ngắn lại để phơi dưới nắng, đến khi chuyển sang màu vàng rơm mới đóng gói lại. Đối với hoa hòe, công đoạn cũng tương tự, nụ hoa hòe sao phơi khô dùng để ép lấy tinh dầu làm thuốc. Cành và hoa nở to, sắc lên để uống giải nhiệt. Trên diện tích 2 mẫu trồng cây dược liệu này, mỗi năm cũng cho gia đình anh Quyện thu về gần 300 triệu đồng. Ngoài 2 loại cây dược liệu, anh Phạm Văn Quyện còn dành 2 mẫu ao để nuôi thả các loại cá truyền thống, trong đó tập trung vào các giống như rô phi, rô đồng và cá chê ta, trên 1.000 con vịt đẻ. Đặc biệt, từ năm 2016, sau khi nuôi thí điểm một đôi lợn rừng sinh sản, năm nay anh Quyện đã phát triển lên 20 con lợn rừng sinh sản cùng nhiều lợn rừng lấy thịt. Thức ăn cung cấp cho các vật nuôi được lấy từ các phần tận dụng của 2 loại cây dược liệu và cỏ trồng trên đất vườn nhà, nên hiệu quả kinh tế mang lại cũng khá cao. Mình chăn nuôi với trồng trọt nó có sự bổ trợ, nghĩa là cái phần của chăn nuôi, ngoài mình xử lý bằng biogas ra thì cái phân đấy thì mình đã nguồn tốt để cho trồng trọt. Thế cái mô hình ở mình ở đây thì nó lại vừa trồng trọt nó phù hợp với chăn nuôi, vì mình nó ở giữa cánh đồng. Thế cây trồng trọt thì mình trồng cà gai leo,
rồi hoa hòe, rồi là chuối thì đang tìm cái thị trường đầu ra. Quy mô thì mình đang muốn phát triển, thì thực ra thì tất cả những cái này thì nó đều là muốn phải có cái đầu ra ổn định. Thứ hai nữa là phụ thuộc vào mình đang tích tụ ruộng đất. Đơn giản và hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao, mô hình trồng cây dược liệu gắn với chăn nuôi trồng trọt của gia đình anh Phạm Văn Quyện đang được Hội Nông dân xã Cổ Bì, huyện Bình Giang phát động hội viên học hỏi để phát triển kinh tế gia đình. 9 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Nam Định ước tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 43.890 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 79,9% kế hoạch năm. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,7%, công nghiệp sản xuất và phân phối điện khí đốt tăng 11,3%. Ngành cung cấp nước cho hoạt động xử lý rác thải, nước thải tăng 11,7%, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 30,5%. Các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như dệt may, da giày sản xuất ổn định và giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu ngành công nghiệp của các huyện, thành phố, thu hút nhiều lao động nông thôn. Các ngành sản xuất gia công sản phẩm kim khí, dây lưới thép, sản xuất máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản phẩm phục vụ xây dựng, sản phẩm gia dụng từ nhôm sắt inox đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2017. 7 trên 10 huyện thành phố là Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy, Nam Trực, Vũ Bản, Trực Ninh và thành phố Nam Định có mức tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh. Đạt được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, tích cực xúc tiến đầu tư để thu hút được các dự án lớn, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội. Những tháng còn lại của năm 2018, Nam Định phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp năm 2018. Với các mục tiêu cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt gần 55.000 tỷ đồng, tăng từ 13% trở lên so với năm 2017, giá trị xuất khẩu đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Hiện nay ở Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh viêm khớp dạng thấp chiếm 0,5%, trong đó 80% là nữ giới và tập trung ở độ tuổi từ 30 đến 55. Đây là bệnh rất khó chữa khỏi do các hệ miễn dịch của cơ thể tự tấn công và hủy hoại màng hoạt dịch khớp, gây lên một quá trình viêm khớp không đặc hiệu. Quá trình này kéo dài không chấm dứt, đi từ khớp này qua khớp khác. Vì vậy, để giúp người bệnh giảm chi phí điều trị, nâng cao chất lượng cuộc sống, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã chỉ định sử dụng thuốc sinh học thành công đối với một số bệnh nhân bị dính khớp, biến dạng khớp. Hiện nay, tình trạng mắc bệnh viêm khớp dạng thấp bỏ thuốc theo chỉ định đang diễn ra khá phổ biến. Hậu quả là người bệnh không chỉ gặp khó khăn trong hoạt động hàng ngày, mà còn có thể bị biến dạng khớp, teo cơ, cứng khớp, mất khả năng vận động, thậm chí dẫn đến tàn phế suốt đời. Cuối năm 2017, các y bác sĩ khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đưa vào sử dụng thuốc sinh học để điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp cho những bệnh nhân sau khi điều trị dài hạn và theo dõi thường xuyên bằng phương pháp cổ điển, nhưng bệnh tiến triển chậm, thể nặng hoặc tiên lượng nặng. Đây là loại thuốc đặc hiệu sử dụng phương pháp truyền, có tác dụng nhanh và khả năng dung nạp tốt, làm chậm quá trình hủy khớp và giúp bảo vệ chức năng của khớp, hạn chế các biến chứng nguy hiểm gây ảnh hưởng đến khả năng vận động của người bệnh. Việc đưa vào sử dụng thuốc sinh học đã tạo ra một cuộc cách mạng trong điều trị căn bệnh viêm khớp dạng thấp ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, đòi hỏi người bệnh cần tuân thủ theo phác đồ điều trị, thực hiện tái khám đều đặn và kết hợp chặt chẽ với bác sĩ chuyên khoa để kiểm soát bệnh viêm khớp dạng thấp hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Nam Định đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng thu, mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó, tích cực phối hợp với các ngành chức năng, các xã phường, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Đến hết tháng 8 năm 2018, toàn thành phố đã cơ bản đạt chỉ tiêu về phát triển các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó có 41.773 học sinh có thẻ bảo hiểm y tế, 75.906 người được cấp thẻ bảo hiểm y tế khác. Bảo hiểm xã hội thành phố cũng tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, triển khai giao dịch điện tử trong đăng ký đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện. Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, chuyển hình thức giao dịch hồ sơ giấy giao nhận trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội sang hình thức giao dịch điện tử, giao nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.
để tạo điều kiện tốt nhất cho người có thẻ bảo hiểm y tế được khám chữa bệnh thuận tiện nhanh chóng. Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh cải tiến thủ tục, quy trình tiếp đón người bệnh thuận lợi, không để bệnh nhân phải chờ lâu, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục đào tạo, tỉnh Hải Dương đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng đổi mới công tác quản lý, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhiều kết quả đạt được, song vẫn còn những vấn đề đang đặt ra trong đổi mới giáo dục đào tạo. Xác định giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học là điều kiện quan trọng để học sinh các bậc học tiếp theo phát triển nhân cách và tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Ngành giáo dục tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện triển khai mô hình lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường các hoạt động trong lớp và ngoài sân trường. Bậc tiểu học tăng cường các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, qua đó giúp cho học sinh phát triển trí thông minh để tiếp thu bài giảng tốt hơn. Đối với bậc trung học, ngành giáo dục chỉ đạo các nhà trường dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Các chủ đề dạy học được lồng ghép với việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề và theo hướng nghiên cứu bài học. Nội dung giáo dục tích hợp ở một số môn như giáo dục bảo vệ môi trường, biển hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục kỹ năng sống đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng đại trà cũng như chất lượng học sinh giỏi. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề cần đặt ra, đòi hỏi ngành giáo dục phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt là dạy ngoại ngữ, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm và các khoản đóng góp không đúng quy định. Tại một số cơ sở giáo dục, tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ giáo viên trung học cơ sở, đẩy nhanh tiến độ sáp nhập các cơ sở giáo dục trong tỉnh theo đúng lộ trình đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh Nam Định đã quan tâm đến việc nâng cao văn hóa đọc cho giáo viên và học sinh. Trong đó, tập trung khai thác hiệu quả thư viện nhà trường và xây dựng phát huy hiệu quả của các thư viện lớp học. Hiện nay, toàn tỉnh đã xây dựng được hàng trăm thư viện trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó riêng ở bậc tiểu học có khoảng 300 thư viện đạt chuẩn. Nhiều trường học đã huy động được nguồn kinh phí từ địa phương và xã hội xây dựng thư viện khang trang với hàng nghìn đầu sách báo tạp chí và các tài liệu nâng cao phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên giỏi, học sinh giỏi, có giá trị thiết thực đối với giáo viên và học sinh trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Để những cuốn sách đến gần hơn với các em, thực hiện phong trào xây dựng 12.600 tủ sách lớp học. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 6.400 tủ sách lớp học với 131.900 đầu sách, 514.000 bản sách. Đọc sách không chỉ trau dồi kiến thức khoa học xã hội cho học sinh mà còn rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ. Vì vậy, bên cạnh những nỗ lực xây dựng thư viện đạt chuẩn, bổ sung nguồn sách, thời gian tới, các nhà trường tiếp tục chú trọng xây dựng văn hóa đọc cho học sinh, khơi gợi cho các em sở thích đọc sách để khi các em say mê đọc, chủ động tìm đến sách để phát huy hiệu quả thiết thực của thư viện trường học. Mới đây, tại trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội đồng đội tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức hội thi thiếu nhi với văn hóa giao thông năm 2018. Tham gia hội thi có 9 đội tuyển đến từ 8 huyện thành đoàn và đoàn trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh. Nội dung thi xoay quanh các kiến thức về các quy định của luật giao thông đường bộ, văn bản quy phạm pháp luật trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện các nội dung cuộc vận động an toàn giao thông cho trẻ em của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, xử lý những tình huống gặp phải khi tham gia giao thông trong đời sống hàng ngày thông qua hình thức thi tiểu phẩm, xây dựng hoạt cảnh, kịch, tấu, tuyên truyền. Hội thi tạo sân chơi lành mạnh bổ ích nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, thái độ, hành vi của đoàn viên thanh thiếu nhi khi tham gia giao thông, góp phần hạn chế tai nạn giao thông và vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thanh thiếu niên. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2018-2019 này, cùng với 2 triệu học sinh lớp 1 trong cả nước, 100% các em học sinh lớp 1 trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trao tặng mũ bảo hiểm miễn phí vào đúng ngày khai giảng năm học mới. Đây là năm học đầu tiên chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 được triển khai trong cả nước. Kể từ khi được tặng mũ bảo hiểm, tỷ lệ các em học sinh lớp 1 đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đã tăng cao so với những năm trước đó.
không chỉ ở thành thị mà ở các vùng nông thôn. Việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cũng có sự chuyển biến rõ rệt. Năm học 2018-2019, đề hướng năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề An toàn giao thông cho trẻ em, xa hơn là hướng tới mục tiêu quan trọng đến năm 2020, nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em lên mức 80%. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng công ty Honda Việt Nam tổ chức chương trình tặng gần 2 triệu mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho tất cả các em nhỏ bước vào lớp 1 trên phạm vi cả nước. Đây là hoạt động có sức ảnh hưởng rộng lớn, góp phần gia tăng tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, từ đó tác động đến nhận thức của cha mẹ học sinh và cộng đồng nói chung về việc đội mũ bảo hiểm cho con em mình. Ban toàn thông tỉnh sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ra văn bản chỉ đạo cho các trường, mà mục đích chính là giáo viên các trường phối hợp với cùng với phụ huynh học sinh làm sao để nhắc nhở cái việc khi phụ huynh chở các cháu đến trường thì phải đội mũ bảo hiểm để đảm bảo an toàn cho các cháu. Và qua đó thì chúng tôi cũng đề nghị chính quyền cơ sở cũng như các lực lượng chức năng tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát nhắc nhở để làm sao đảm bảo các cổng trường của các trường đảm bảo an toàn cho các cháu. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Đội mũ cho con, giữ chọn ước mơ. Có rất nhiều những thông điệp ý nghĩa, mong muốn được truyền tải thông qua chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018. Tuy nhiên, để những hoạt động tuyên truyền có thể chuyển biến thành ý thức tự giác cho các em nhỏ, cần có sự sát sao, nhắc nhở của bố mẹ hàng ngày khi đưa con đến lớp. Và trong khi bản thân các em nhỏ còn chưa đủ khả năng tự nhận thức đầy đủ, cũng như chịu trách nhiệm về hành vi của mình, thì trước hết, phụ huynh cần gương mẫu, chủ động bảo vệ, phòng tránh nguy cơ cho con em mình từ một hành động đơn giản mà chọn tình yêu thương, đó là đội mũ bảo hiểm. Mục đích cuối cùng và quan trọng nhất vẫn là để đảm bảo an toàn tính mạng cho con em mình. Có như vậy mới giúp và giữ những ước mơ của các em được trọn vẹn. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại, nhiều phường xã của thành phố Hưng Yên đang thiếu diện tích mặt nước giúp điều hòa không khí và chống úng ngập cục bộ khi có mưa lớn. Thành phố Hưng Yên có tổng diện tích trên 7.300 ha với dân số khoảng 156.400 người đang sinh sống tại 7 phường nội thị và 10 xã. Diện tích ao hồ tự nhiên của thành phố hiện đang bị thu hẹp do việc san lấp của cả người dân và chính quyền. Hiện nay, thành phố Hưng Yên chỉ có 2 phường có hồ nhân tạo giúp điều hòa không khí khu dân cư gồm phường Quang Trung và Lê Lợi. Có 6 xã phường trung tâm là phường Lam Sơn, Hiến Nam, An Tảo, Hồng Châu và các xã Trung Nghĩa, Điên Phương, Hồng Nam hiện không có hồ điều hòa không khí hoặc có nhưng đã bị san lấp do thiếu quy hoạch chi tiết. Mặt khác, khi xây dựng quy hoạch lại không tính đến yếu tố thoát nước mặt chống úng. Bên cạnh các giá trị về đa dạng sinh học, rừng ngập mặn còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, hạn chế bão lũ, triều cường. Nhiều năm qua, các cấp các ngành các địa phương của tỉnh Thái Bình đã nỗ lực phủ kín diện tích rừng ngập mặn. Việc bảo tồn rừng ngập mặn có giá trị to lớn về nhiều mặt trước sự đe dọa của biến đổi khí hậu, giúp giảm thiểu tác động của sóng biển, ngăn ngừa nước biển dâng cao, góp phần quan trọng bảo vệ dân cư cũng như hạ tầng cơ sở ven biển. Diện tích rừng hiện có tại Thái Bình khoảng 4.000 ha. Những cánh rừng ngập mặn tiếp tục được phủ kín giúp tỉnh Thái Bình ứng phó với biến đổi khí hậu và đặc biệt là tạo được vành đai rừng ngập mặn vững chắc để bảo vệ đê biển dọc hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy, mang lại lợi ích kinh tế cho người dân. Rừng ngập mặn đang mang lại các giá trị hữu ích cho đời sống, là vườn ươm và phát triển của nhiều loại thủy hải sản, là tấm lá chắn phòng hộ vùng ven biển và lá phổi xanh điều tiết nhiệt độ và khí hậu. Tuy nhiên, để diện tích rừng ngập mặn tại Thái Bình không ngừng tăng lên và phát triển, rất cần ý thức của người dân và trách nhiệm của các nhà quản lý rừng. Mặc dù đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, thế nhưng tình trạng khai thác cát lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện vẫn nóng với những thủ đoạn ngày một tinh vi và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị bắt giữ. Hiện nay, các phương tiện khai thác cát lòng sông trái phép không chỉ đối phó với lực lượng chức năng bằng các hình thức khai thác mới mà còn sẵn sàng chống đối bằng cách đóng cửa bỏ lại phương tiện, tắt máy để thuyền trôi tự do và nếu có cơ hội sẽ tăng tốc bỏ chạy. Cá biệt những trường hợp sẵn sàng dùng vòi phun nước ngăn cản lực lượng tiếp cận. Mặc dù các địa phương, lực lượng liên ngành cũng đã khá tích cực trong xử lý, tuy nhiên, nạn cát tặc trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống khai thác cát trái phép huyện Thanh Hà, từ đầu năm đến nay, huyện đã xử phạt 130 phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép, tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,6 tỷ đồng. Cá biệt có những chủ tàu bị xử phạt nhiều lần, số tiền hàng trăm triệu đồng. Làm thế nào để ngăn chặn có hiệu quả nạn khai thác cát lòng sông trái phép hiện vẫn đang là bài toán nan giải và chưa có hồi kết. Để giải quyết triệt để nạn khai thác cát trái phép, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng và các cấp chính quyền các địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.